chụp ảnh cưới. Ôi, chiếc váy này đẹp quá, phải vào xem mới được. Chào chị ạ, à, chị muốn tham khảo gói chụp váy cưới phải không ạ? À? Đúng vậy, tôi có thể xem những mẫu ảnh chụp ở đây được không? Dạ được chứ, mời chị ngồi. Alo, em à, chiều nay mình qua chỗ cửa hiệu váy cưới Lạc Lạc để thống nhất gói chụp nhé. Ừ, khoan đã anh à, cái Nga bạn em giới thiệu cho một vài chỗ nữa, em muốn đi tham khảo xem sao. Còn tham khảo thêm nữa hả? Em đã tham khảo cả chục nơi rồi còn gì. Nhưng em vẫn chưa tìm được nơi nào thực sự ưng ý cả. Chiều nay tan làm anh chở em đi nhé. Ừ, thôi được. Thế nhé, gặp lại anh tối nay. Hiệu vừa nãy đẹp mà giá mắc quá đi mất. Kinh phí của tụi mình có hạn, không chụp được chỗ mắc như thế đâu em à. À phải rồi, em còn nhớ thằng Hùng bạn anh không? Nó cũng là thợ chụp ảnh chuyên nghiệp đấy. Anh tính hay là mình đi thuê váy với trang điểm? Tôi đến mấy địa điểm đẹp nhờ nó chụp cho một hai kiểu, rồi phóng to lên treo ở hai nhà là được rồi. Hơ, cả đời người ta chỉ chụp ảnh cưới có một lần thôi mà anh còn muốn đại khái như thế ấy hả? Đấy là anh muốn chọn phương án tiết kiệm chi phí để dành tiền sau này còn nhiều việc phải tiêu nữa. Chứ ảnh cưới chụp nhiều rồi sao cũng bỏ xó thôi. Bạn bè anh cưới xong đều nói thế. Bạn anh, lúc nào cũng bạn anh. Anh cưới bạn hay là anh cưới em chứ? Anh dừng xe lại đi, em tự về được. Ơ, em giận đây à? Anh xin lỗi mà, đấy là anh nói thế thôi. Nếu em không thích thì thôi vậy. Em không giận, nhưng em không thích cái cách anh lo cho đám cưới. Cái gì anh cũng tính qua loa đại khái. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em không chứ? Anh xin lỗi mà, em cũng biết anh trước giờ tính tình thô kệch, nhưng anh không muốn cố ý làm cho em buồn đâu. Chuyện gì đại khái còn chấp nhận được, nhưng những chuyện liên quan đến đám cưới thì phải chỉnh chu. Vì nó còn là thể diện của em nữa, còn họ hàng, bạn bè em nhìn vào nữa chứ. Anh biết lỗi rồi, đừng giận anh nữa được không? Em muốn chụp ảnh như thế nào thì cứ chọn, anh sẽ theo ý em mà. Tha cho anh lần này thôi đấy, đừng có việc gì cũng tính toán qua loa nữa đấy nhé. Vâng, thưa vợ, chồng biết lỗi rồi. Đáng ghét. Nguyệt. Ủa, Vân đấy hả? Vẫn đang nghiên cứu ảnh cưới đấy hả? Ừ, vẫn chưa chọn được chỗ bà. Chỗ đẹp thì đắt quá, chỗ rẻ thì ảnh đúng là chẳng ra sao. Anh hiệu thì thế nào cũng ừ được, chỉ có mình lo thôi, mệt ơi là mệt. Đừng có ủ rũ nữa, tôi giới thiệu cho bà chỗ này, bảo đảm bà sẽ hài lòng. Chỗ nào thế? Chính là cái này nè. Chỗ này hiện nay đang hot lắm đấy, chi phí rẻ, phải đi hơi vất vả một chút, nhưng bù lại lại có những góc chụp độc và lạ nữa, nên ảnh cứ gọi là lung linh luôn. Tôi có đứa em mới chụp ở đây, nó khen lắm. Đẹp thật đấy, giá lại hạt rẻ nữa. Cảm ơn bà nhiều lắm nhé. Ôi, mệt quá. Em trúng gió rồi hay sao ấy? Nhức hết cả đầu. Em có sao không? Hay là bảo họ nghỉ một lát? Không sao. Em chỉ cần nghĩ đến chúng mình sẽ được bộ ảnh đẹp là em thấy vui rồi. Anh chị đứng trên mỏm đá kia giúp em nhé. Lấy cảnh như đứng trên nền trời luôn. Nhưng đứng chỗ đó nguy hiểm lắm. Cẩn thận một chút là được mà anh. Chỗ đó chụp mới độc chứ. Cẩn thận đi em. Cô dâu giang tay ra. Người hơi ngã về phía trước. Chú rể đứng sau giữ tay cô dâu. Cô dâu xoay người lại. Chú rể làm điệu bộ cõng cô dâu. Ôi! À! À! Cứu em ơi! Đừng lo, anh sẽ cứu em lên. Cố gắng lên. Anh bị chảy máu nhiều quá. Chỉ tại em, tại em hết. Không sao đâu em. Phải đưa anh ấy đến bệnh viện gấp. À, anh ăn thêm đi cho mau lành vết thương. Anh tự gấp được mà, em không cần phải đút như trẻ con thế đâu. Nhưng em muốn làm thế, em muốn chăm sóc anh thật chu đáo cũng không được hả? Được, được chứ. Anh mong còn trả hết nữa là. Anh à, sau lần chụp ảnh cưới vừa rồi, em nhận ra ảnh cưới hào nhoáng cũng chỉ là vật ngoài thân thôi. Tình cảm chân thành mới là quan trọng nhất. Nếu lúc đó anh không ngại đau đớn nắm chặt tay em, thì giờ em đã... Em quan trọng như thế, tất nhiên anh phải nắm chặt thật rồi.
Thậm chí có bị thương cả hai tay anh cũng cam lòng ấy chứ. Gớm, anh cũng biết nói câu sến sẩm thế cơ à. À, anh ơi, hôm trước em copy những tấm ảnh cưới. Có một tấm đặc biệt lắm. Thợ ảnh vô tình chụp lại lúc em sắp ngã đấy. Đúng là nằm mơ cũng không nghĩ ra được là lại có tấm ảnh cưới như thế này nhỉ. Khuôn mặt em lúc đó kỳ cục thật. Anh này. Em sẽ giữ lại tấm này. Nó nhắc cho em biết em đã cưới được một người tuyệt vời đến thế nào. Chuyến thăm con. Cờ A ca, cái ca. Cờ A ca, cái ca. Tốt lắm, các con đều đọc rất giỏi. Bây giờ cô mời các con nghỉ trưa, chiều chúng ta lại vào học nhé. Vâng ạ. Cô ơi, cô có thư này. Ừ, cô xin nhé, cô cảm ơn con nhé xíu. Con về nhà ngay, bố con bệnh đang cấp cứu trong bệnh viện. Bố mẹ, lần sau đừng làm thế nữa, không hay chút nào. Còn con có về rồi á, con cũng về lại trên đó thôi mà. Bố mẹ chỉ muốn tốt cho con, đừng có ngang bướng như thế nữa. Sớm muộn gì bố mẹ cũng đổ bệnh thật đấy. Cho con đi du học về để con đi rong ruổi nơi cái xứ heo hút thế hả? Dưới này có bố mẹ sắp xếp đủ mọi điều kiện thuận lợi để con phát triển mà con không chịu nghe. Con muốn bố mẹ phải phiền muộn đến chết phải không hả con? Bố mẹ, xin đừng ép con. Con biết bố mẹ đã vất vả nuôi con ăn học, nhưng cả cuộc đời này con không thể sống theo sự sắp đặt của bố mẹ mãi được. Con đã lớn rồi mà, con muốn sống theo lý tưởng của mình. Con muốn được tự quyết định cuộc sống của con. Lý tưởng ngay hả? Là một cô giáo vùng cao sống khổ sống sở, cả đời không khá lên được tí nào. Đấy là lý tưởng của một đứa đi du học nước ngoài về đấy à. Bố, cuộc sống trên đó thật sự rất đẹp. Được dạy những em nhỏ học chữ, con thấy mình sống rất có ý nghĩa. Không là không. Một là giờ con đồng ý vào làm ở công ty bố. Hai là bố mẹ bắt buộc phải giam lỏng con, không cho con lên trên bảng nữa. Bố mẹ, thả con ra, thả con ra. Bố mẹ muốn giam con cả đời ở trong này sao? Bố mẹ không làm vậy được đâu. Ông ơi, ông định giam con bé trong phòng đến khi nào? Đến khi nào con bé từ bỏ cái ý định đó thì thôi. Hằng à, bố mẹ vào nha. Hả? Con bé đi đâu rồi? Bố mẹ, con xin lỗi, con sẽ trở về thăm bố mẹ sau. Bố mẹ đừng lo cho con gái yêu bố mẹ nhiều. Không lẽ con bé trèo qua cửa sổ rồi trèo xuống từ ban công để thoát ra ngoài? Trời ơi, cái con bé này liều lĩnh quá mà. Con bé cũng đã đi hơn một tháng rồi. Nếu nó cứ nhất quyết muốn đến đó như vậy, tôi nghĩ chúng ta cũng nên lên trên đó xem con bé sống thế nào. Đi, ngày mai tôi với bà đi một chuyến. Đường xấu quá, xe mà hỏng ở đây thì nguy. Họ bảo chỉ còn có chục cây nữa thôi. Cái con bé này, sao nó có thể ở nơi này được chứ? Đau, đau quá. Ông ơi, ông có sao không? Tỉnh lại đi, trời ơi. Tôi đau quá. Phải làm sao đây? Ở đây không có ai cả, làm sao tìm người để giúp đỡ? Chúng ta chết mất. Ông ơi, ông nhìn kìa, có người đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Hai ông bà có sao không? Có ai bị thương không? Hai bác chịu đựng một chút, sắp đến nơi rồi. Cảm ơn cậu. Mình đang ở đâu thế này? Nhức đầu quá. Tôi cũng không biết được. Hai bác tỉnh lại rồi, thật may quá. Chào cậu. Cảm ơn cậu đã cứu sống vợ chồng tôi. Không có gì đâu bác ạ. Ai nhìn thấy cảnh này cũng phải làm cái gì đó thôi. Cháu tên là Thomas, cháu đến từ đất nước Phần Lan. Phần Lan? Tại sao cháu lại đến đây?
Cháu mong muốn thấu hiểu và giúp đỡ mọi người nên đã đến những vùng đất xa xôi, những nơi cần sự giúp đỡ, như ở đây chẳng hạn. Hơn nữa, cháu là nhà nhân học, tiếp xúc với mọi nền văn hóa là điều cần thiết. À, hai bác đến đây có việc gì? Hai bác có người thân nào ở đây không ạ? À? Cháu sẽ liên lạc với họ. Thomas, tôi đến rồi. Anh có ở trong đó không? Hai người bị thương đã tỉnh lại chưa? Bố! Mẹ! Diễm Hằng! Trời ơi! Thì ra người gặp tai nạn ở vách núi chính là bố mẹ. Bố mẹ có sao không ạ? À? Có bị thương ở đâu không ạ? À? Bố mẹ không sao, chỉ hơi choáng váng say sẩm chút thôi à. May mà trên xe có túi khí. Nếu không có Thomas giúp đỡ, chắc là bố mẹ không thể gặp lại con được rồi. Thomas, cảm ơn anh đã cứu bố mẹ tôi. Lúc anh gọi tôi đến trợ giúp cho hai người bị nạn, tôi cũng không ngờ rằng đó là bố mẹ của mình. Tôi cũng rất bất ngờ. Thật may là tôi nhìn thấy từ xa nên có thể đến cứu họ kịp thời. Con gái à, ở vùng đất này cần những người như con và Thomas. Bố mẹ xin lỗi vì trước đã không hiểu và thông cảm cho quyết định của con. Bố, mẹ. Hợp đồng mua nhà. Ly hôm nay tươi như hoa ấy. Hôm nay có hai cuộc hẹn với hai khách hàng quan trọng. Nếu hôm nay chốt nốt được hợp đồng bán hai căn này là tháng này tới đủ chi tiêu. Eo ơi, siêu thế. Thế thì tháng này có lương phải khao đấy nhé. Ok ngay. Nếu mọi chuyện suôn sẻ như thế thì tớ đủ tiền để đưa mẹ đi phẫu thuật cái khớp gối. Dạo này trở trời, mẹ tớ càng ngày càng đau nặng. Ừ, cố lên. Người già mà đau gối khổ sở lắm. Chúc bạn tôi hôm nay may mắn nha. Cảm ơn cậu. Ôi, khách hẹn gọi. Alo, em chào anh. Anh tới chưa ạ? Em đang chờ anh rồi ạ. Anh tới rồi, anh đang đứng ở sảnh. Dạ, anh chờ em xuống ngay. Ok, cảm ơn em. Dạ, mời anh và hai bác vào xem nhà ạ. Bố mẹ vào với con. Dạ, cháu mời hai bác tham quan căn hộ mà anh Hùng rất ưng ý ạ. Bố mẹ thấy sao ạ? Đẹp quá con à. Vâng, con cũng thấy rất ưng vì nó thoáng mát. Không rộng, nhưng thiết kế hợp lý, tiện lợi. Hai phòng ngủ rất ấm cúng. Đẹp quá. Nhà đẹp thế này, chắc là đắt lắm. Dạ, con may mắn tìm được căn hộ này. Giá rất hợp lý, chỉ vừa đúng 800 triệu. Con không phải vay thêm ít nào bố mẹ hả? Thật thế hả? Con không phải vay thêm thật chứ. Thế thì tốt rồi. Bố mẹ nghe nói trên này nhà cửa đắt đỏ lắm, toàn tiền tỷ. Nếu cố gắng mà phải vay ngân hàng thì con cứ từ từ, đừng có vội. Vay rồi lãi hàng tháng, gánh nặng lắm con à. Mà bố mẹ thì không giúp được gì cho con. Con biết, con đủ tiền mua nên mới mời bố mẹ đến xem nhà để quyết định. Bố mẹ cứ yên tâm, con không phải vay mượn gì đâu. Từ nay anh em con có nhà cửa ổn định rồi, cho nó yên tâm học hành. Bố mẹ ở quê cũng yên tâm, mà lên chơi với anh em con thì cũng có chỗ ở đàng hoàng, con mừng lắm. Bố mẹ cũng mừng lắm. Đúng là tài sản lớn cả đời bố mẹ cũng không dám nghĩ tới. Kìa mẹ đừng có khóc, bố mẹ đi tham quan các phòng và ban công đi. Xem ngoài ban công con có treo được mấy chậu lan của bố không? Để bố mẹ đi xem nhé. Nhà đẹp quá bà nhỉ. Vâng, đẹp thật ông à. Anh không muốn để bố mẹ biết là căn hộ này giá 1 tỷ 2 vì biết anh phải vay thêm ngân hàng 400 triệu nữa. Bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ. Các cụ già rồi, chuyện vay mượn tự anh lo liệu được. Vâng, em hiểu rồi. May mà em chưa làm lộ chuyện. Em hướng dẫn giúp anh các thủ tục và giấy tờ cần thiết để vay ngân hàng nhé. Anh mong có thể nhận nhà sớm nhất có thể. Anh yên tâm, em sẽ lo các thủ tục cho anh. Chỉ mất khoảng 15 ngày là xong tất cả thôi ạ. Cuối tháng là anh và hai bác có thể vào nhà mới rồi. Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em rất nhiều. Ly, thế nào, chốt được hợp đồng với khách chưa? Rồi nhé. Ui, thích quá.
Bảo sao nhìn mặt tươi thế? Vui vì bán được căn hộ chỉ là một phần, chủ yếu là sáng nay gặp được một người khách thật sự tuyệt vời. Thật á? Ừ, đi. Đi ăn trưa rồi tớ kể cho. Hy vọng chiều nay sẽ gặp được một vị khách đáng yêu như thế nữa. Đi. Anh đang đứng ở sảnh rồi đây. Dạ vâng, em sẽ xuống ngay ạ. Dạ, cháu mời bác. Con bảo đảm mẹ sẽ ưng. Con mà đã chọn thì chỉ có chuẩn. Mẹ, mẹ thấy sao hả? Dạ, đẹp quá. Đấy, con nói có sai đâu. Mẹ phải chốt luôn cho con trong tháng này đi. Phải có nhà cửa đàng hoàng thì con mới yên tâm đi làm chứ. Ừ, mẹ cũng muốn lắm chứ, nhưng chưa vay mượn đủ. Mẹ cũng chẳng biết phải làm sao. Vẫn còn thiếu 50 triệu nữa con à. Tối nay để mẹ về quê rồi ra nhà nói chuyện với cô chú Đạt, nhờ cậy người ta xem sao. Vâng, nhà cô chú ấy giàu thế, với nhà mình lại là chỗ thân tình. Chẳng qua mẹ chưa hỏi thôi, chứ mẹ mà hỏi kiểu gì chẳng được. Mua nhà không chần chừ được đâu mẹ ơi. Mình mà không chốt nhanh, người khác lại mua mất thì... Đúng là Hà Nội có khác, đắt đỏ thật đây. Có 50 mét vuông mà những 1,5 tỷ. À, dạ không ạ. Mẹ, không cao đâu, bao nhiêu người mua rồi. Đây là một trong những căn cuối cùng đấy. Mẹ không sống ở Hà Nội nên không biết. Khu này địa thế đẹp, giao thông thuận lợi, lại sầm uất nhất rồi. Ngay sát tòa nhà, lại có cả công viên cây xanh rộng, khí hậu tuyệt lắm mẹ ơi. Ừ, ấy là mẹ nói thế thôi. Anh ơi, căn hộ này bên em báo giá anh là 1,2 tỷ thôi ạ. Anh biết, nhưng anh đang cần tiền. Việc riêng của anh cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em cứ bảo với mẹ anh giá là 1,5 tỷ, thế là được rồi. Mẹ anh không có nghi ngờ gì đâu. Em cố gắng lập thêm giúp cho anh một hợp đồng ảo giá 1,5 tỷ nhé. Để anh đưa mẹ anh cầm cho mẹ anh yên tâm. Anh sẽ tặng riêng cho em 10 triệu sau khi mọi thủ tục mua bán hoàn thành. Mẹ, mẹ thấy không gian bên ngoài thích không mẹ? Anh không muốn để bố mẹ biết là căn hộ này giá 1,2 tỷ, vì biết anh phải vay thêm ngân hàng 400 triệu nữa. Bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ, các cụ già rồi. Anh biết, nhưng anh đang cần tiền. Việc riêng của anh cứ để anh giải quyết. Chỉ cần em cứ bảo với mẹ anh giá là 1,5 tỷ, thế là được rồi. Mẹ anh không có nghi ngờ gì đâu. Em cố gắng lập thêm giúp cho anh một hợp đồng ảo giá 1,5 tỷ nhé. Để anh đưa mẹ anh cầm cho mẹ anh yên tâm. Anh sẽ tặng riêng cho em 10 triệu sau khi mọi thủ tục mua bán hoàn thành. Hôm nay là ngày gì vậy? Cả hai người khách cùng nói dối về giá căn hộ. Nhưng... Nếu không có gì thay đổi thì thứ hai tuần sau anh sẽ chồng đủ tiền. Em cứ chuẩn bị sẵn hợp đồng mua bán cho anh đi nhé. Em nghe thấy anh nói gì không? Dạ, em xin lỗi. Nhưng em không thể. Em nói gì? Em chỉ có thể lập được những hợp đồng mua bán căn hộ, chứ không thể lập được những hợp đồng mua bán lương tâm. Em xin lỗi. Em... Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.